Shop này bán váy sập tiệm rồi. Giờ chỉ còn bán mỗi kẹp thôi. Các bạn có thể thấy này, rất rất là đẹp luôn, sáng lấp lánh luôn. Và bên trong em nó thì các bạn có thể thấy là làm hai lớp cực kỳ là cao cấp. Chất liệu bên trong sẽ là chất lụa satin nha mọi người ơi. Đó. Trời ơi, và đây là cái set mà em Dung mang nha mọi người. Đó, em này thì sẽ có hai màu nha, full phụ kiện cho mọi người nhé. Và những bạn nào yêu thích cái phong cách mà kiểu nhẹ nhàng, basic một chút và che nhiều khuyết điểm thì các bạn đừng bỏ qua. Đây sẽ là một trong những em váy suông, cực kỳ là yêu. Ơi, cưng xỉu luôn. Ui, tôi mặc cái váy này mà bao nhiêu người hỏi luôn mọi người. Đó, các bạn thấy không? Cầm cái váy của nhà Solis rất là nặng tay. Đính đá này cả nhà mình. Ồ, phía sau này. Đấy, và bên trong các bạn biết rồi đấy, nhà Solis làm kỳ công lắm. Có cái áo dài cả nhà mình nha. Đây. Nó đã cái nư không hả mọi người. Trời ơi, sập tiệm là sập tiệm thế nào. Nhà em Dung ơi, trọng nghĩa là làm hàng còn không kịp trả khách thế này. 14 năm trong nghề nên là chủ nghĩa em quay nhà Dung rất là nhiều. Đó nên là lúc nào nhà đã quan tâm đến những dòng hàng cao cấp như thế này thì các bạn ơi, lúc nào nhà em Dung cũng có cho cả nhà mình nha. Cảm ơn mọi người vì những câu hỏi rất là đáng yêu. Bye bye.